Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuyên mục đó chính là chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trong quá trình bạn nuôi hamster. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể thay cái mùng cưa cho hamster mà khi hamster của bạn đang nuôi con nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái gọi là một cái nắp nhựa như thế này để một tí nữa mình múc mùng cưa. Còn cái chỗ này nói chung là nãy mình đem ra rồi cho nên là mình để chân thôi chứ không làm gì được chân á. Đó, chủ yếu là mình sẽ sử dụng một cái nắp nhựa như thế này. Đó, để mà một tí nữa mình làm gì? Mình sẽ múc cái mùng cưa ở trong đây ra nha. Chứ mình không có thay hết mùng cưa các bạn. Mình chỉ thay xung quanh cái chỗ mà nó làm tổ thôi. Đó, để tránh động tổ của nó dẫn đến là hamster mẹ nó sẽ không nuôi con nữa nha. Và các bạn chuẩn bị thêm một cái bịch mùng cưa mà hàng ngày bạn hay lót cho nó, và một bịch rác để mùng cưa vào để cho nó bay. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thay cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ để cái chuồng này gần lại cho các bạn xem rõ hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ tháo cái nắp lồng ra trước nha. Và mình ở trong cái lồng này mình để có để con hamster đực trong đây. Và mình sẽ bắt con đực ra trước đi. Và mình sẽ bắt con cái ra. Tại vì mình bắt con cái ra luôn á, nếu như mà hamster của bạn mà con cái nó không có nhoi á, nó không có hay chạy ra cái lồng á, thì các bạn có thể để nguyên gì luôn cũng được. Còn con cái của mình á, thì mình mỗi lần thay chuồng thì mình sợ nó chạy ra ngoài á, cho nên là mình phải bắt nó ra một chỗ. Và mình thay xong mình để nó vào thôi, bình thường không gì hết. Và các bạn lưu ý là các bạn thay là chỉ thay xung quanh cái chỗ làm tổ thôi nha. Và trước khi các bạn thay á, thì các bạn phải xem thử xem là đếm số lượng hamster baby nó còn đủ không. Ví dụ nó đẻ 7 con thì các bạn phải đếm đủ 7 con rồi các bạn hãy thay nha. Đấy, như ở đây mình sẽ đếm đủ 6 con nha. Và bên này có một con các bạn, à nó bò kìa các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ để con hamster mẹ qua đây đi. Đấy, bên này thì nó có một con nó sót bên này nè. Đó, mình phải để vào cái tổ của nó. Để sao? Để thí dụ nếu như mà hamster baby của bạn nó có bị lạc ở dưới cái lớp mùng cưa nè, đó thì các bạn không có múc và bỏ nó vào sọt rác luôn. Đó, cái này thì rất là tiếc nha. Bạn lưu ý cho mình, tại vì hamster baby nó rất là nhỏ và nó có thể là chui dưới những cái lớp mùng cưa này rất là dễ dàng, các bạn khó có thể nhìn thấy. Cho nên trước khi mà các bạn muốn thay ấy, thì các bạn phải đếm đủ số lượng hamster baby đó và các bạn hãy thay nha. Và các bạn thay thì các bạn hãy múc xung quanh như thế này. Đó, đó, cái chỗ nào mà mùng cưa nó dơ á, thì các bạn múc. Còn cái chỗ mà từ cái tổ của nó ra khoảng là 3cm hoặc là 2cm á, thì các bạn đừng có thay nha. Bạn cứ để nguyên. Để nguyên là làm cái gì? Đó, để nguyên á là cái chỗ đó thì nó vẫn còn nước mùi nước tiểu của hamster mẹ á. Thì hamster mẹ nó sẽ gọi là quen cái mùi đó đó, và nó sẽ không có bỏ con của nó nha. Nếu như mà các bạn thay luôn cái chỗ tổ của nó thì sẽ dẫn đến là động tổ của nó, và cái nguy cơ hamster mẹ nó sẽ không nuôi hamster baby hoặc là nó ăn con hơn con của nó thì có thể là rất là cao. Đó, các bạn lưu ý cho mình, thay xung quanh như thế này thôi. Và tiếp theo là các bạn cứ để mùng cưa vào. À mà các bạn nhớ là không có xịt khử mùi gì nha. Không có xịt khử mùi gì hết. Xịt khử mùi là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tổ rất là nhiều. Các bạn không xịt khử mùi gì hết. Ok, rồi các bạn cứ để mùng cưa mới vào như thế này. Đó, để vào bình thường. Rồi các bạn nuôi hamster baby thì mình đã nói rất là nhiều video rồi, thì các bạn lót mùng cưa để cho nó làm tổ. Đồng thời là hamster baby nó sẽ được giữ ấm rất là ok. Các bạn không nên lót bằng cát sang gì hết. Các bạn nào đang lót cát sang mà hamster các bạn nó đẻ thì các bạn nên để mùng cưa vào thêm cho con hamster mẹ nó làm tổ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt con hamster mẹ vào. Đây, để bắt hamster mẹ vào trước nè. Đó, rồi tiếp theo là tới con hamster đực. Và sở dĩ là mình để con đực ở trong đây luôn á là tại vì á là con đực này rất là hiền và nó có thể phụ con hamster cái này nuôi hamster baby được luôn, cho nên là mình để trong đây. Còn hamster của các bạn thì mỗi con nó mỗi có cái tính khác nhau nha các bạn. Các bạn nếu như mà hamster của bạn nó hung á thì các bạn nên tách con đực ra để tránh cái trường hợp là con đực nó sẽ ăn hamster con nha. Đó, như các bạn thấy con đực thì rất là hiền và nó có khi là nó phụ con hamster mẹ để nuôi hamster baby luôn. Đó. Và cái cách thay chuồng này á thì mình khuyên các bạn là nếu như mà cái hamster mẹ của bạn, hamster của bạn nó đang nuôi con á mà cái chuồng của bạn nó quá dơ thì các bạn hãy nên sử dụng cái cách này để thay chuồng. Còn nếu như mà hơi dơ dơ thôi á thì các bạn cứ để đi khoảng nó lớn khoảng một tuần hay là gì đó, hoặc là tuần rưỡi gì đó, các bạn hãy thay để tránh cái hiện tượng là động tổ nó nhiều nha. Tại vì có nhiều con nó nuôi con rất là khó, cho nên là các bạn nếu như mà các bạn thay như thế này thì có thể là làm động tổ của nó. Còn con hamster của mình nói chung mình nó rất nuôi con rất là dễ các bạn, cho nên là mình thay như thế này thì rất là thoải mái luôn.
Và rất mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.